Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm đảng nói xử công khai, dân bị cấm vào tòa. Vào sáng ngày 7 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Truyền thông trong nước đưa tin công tác an ninh đã được siết chặt trước phiên xét xử đặc biệt này. Đây là hình ảnh mọi ngã đường vào Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã được dựng hàng rào, thiết lập nhiều chốt kiểm soát, đặc biệt là phố Phạm Văn Bạch được kiểm soát nhiều lớp an ninh. Báo Thanh Niên cho biết từ khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 9, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an thuộc nhiều lực lượng được huy động đến để đảm bảo an ninh cho phiên xét xử. Các ngã đường vào Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đều được thiết lập hàng rào cứng, khoảng 10 chiến sĩ túc trực để hạn chế tối đa người ra vào khu vực của tòa. Ngoài ra, nhiều tuyến đường như Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nghệ, Phạm Văn Bạch cũng được kiểm soát nghiêm ngặt. Các hàng quán lân cận Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội buộc phải đóng cửa để phục vụ phiên xét xử. Luật sư Ngô Anh Tuấn đã tranh thủ vào giờ nghỉ trưa cập nhật tình hình phiên tòa xét xử trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Phiên tòa được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận từ khâu an ninh cho tới khâu tổ chức phiên tòa. An ninh được kiểm soát chặt chẽ từ khoảng cách hàng trăm mét xung quanh Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Việc kiểm soát những người ra vào tòa được thực hiện nhiều vòng khác nhau. Các luật sư được trang bị máy tính để làm việc tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, việc tòa không cho các luật sư để xe trong tòa, không cho luật sư gửi xe xung quanh các khu vực tòa đã khiến luật sư khó khăn trong việc đi tìm chỗ gửi xe và nhiều luật sư đã bị ướt sũng trước khi bước vào phòng xét xử. Phòng xét xử thì chiếm khoảng 50% là cảnh sát tư pháp và an ninh, không có người nhà các bị cáo nào được tham dự phiên tòa và cũng không có người dân thường nào được vào phòng xét xử. Đúng như phản ánh, phiên tòa trên danh nghĩa là công khai, nhưng người nhà bị cáo không được vào và không có một thường dân nào được tham dự. Đây là quang cảnh phiên tòa được phát ra bên ngoài. Chị Nguyễn Thị Duyên là vợ của bị cáo Lê Đình Uy, tức là cháu dâu ông Lê Đình Kình cho biết như sau. Hiện trước cổng tòa có rất nhiều nhân viên an ninh và lực lượng chức năng mặc sẵn phục và không sắc phục. Khi người dân đứng gần tòa án chưa được đứng trước cổng đã bị lực lượng an ninh đuổi đi. Nhưng chúng tôi vẫn đứng ngoài đây để nhìn về phía tòa án. Chị Duyên cho biết chị và những người dân Đồng Tâm có người thân đang bị xét xử đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh người thân của mình trên báo đài sau nhiều ngày giam giữ. Chị nói, khi được nhìn thấy hình ảnh của tất cả người thân chúng tôi đăng trên báo, tôi rất xúc động và không thể nào kìm được nước mắt. Không chỉ tôi mà người dân ở Đồng Tâm có người thân trong tòa cũng vậy. Chúng tôi không còn nhận ra người thân của mình nữa vì họ đã quá tiểu tụy. Chị nêu nguyện vọng, tôi chỉ mong trong phiên tòa này không có người chết, không có ai bị giết thêm. Còn án thì tôi nghĩ tòa sẽ tuyên rất nặng đối với người dân Đồng Tâm. Tôi hy vọng các tổ chức quốc tế, các báo đài, mọi người sẽ lên tiếng giúp. Còn bà Dương Thị Thành là vợ của cụ Lê Đình Kình đã có mặt trước cổng tòa án nhưng không được phép vào và bị lực lượng chức năng đuổi đi. Đây là hình ảnh gia đình cụ Lê Đình Kình trước khi vụ thảm sát xảy ra ở Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 khiến cụ Kình đã thiệt mạng và cậu con trai và cháu nội cũng bị bắt vào tù. Chị Duyên cho biết sáng nay trời Hà Nội mưa rất to nhưng bà vẫn đứng đó với mọi người. Tầm khoảng 11 giờ trưa chúng tôi đưa bà về lại Đồng Tâm vì lo lắng cho sức khỏe của bà. Một sự việc đáng lưu ý được chị Duyên thông báo thêm là ông Trịnh Bá Khiêm, bố của anh Trịnh Bá Phương, đã bị lực lượng chức năng bắt đi. Chị nói, bác Trịnh Bá Khiêm đến trước cổng tòa án, đứng bình thường, không làm gì, nhưng cũng bị an ninh bắt đi mất. Gia đình anh Trịnh Bá Phương gồm có bố, mẹ và em trai vốn là những người nông dân đã bị mất đất, đã là những người tích cực nhất trong việc tường thuật những sự kiện xảy ra tại Đồng Tâm trong thời gian qua, từ tranh chấp đất đai cho đến thảm sát diễn ra vào tháng 1 năm 2020 vừa qua, cũng như những việc liên quan khác. Anh Phương cùng em trai và mẹ Cấn Thị Thêu đã bị bắt tạm giam vào tháng 6 năm 2020 vì tội làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chị Duyên cũng phản ánh là trước khi phiên tòa diễn ra, người dân Đồng Tâm không được đi lại tự do. Bà cho biết, trong quá trình đi từ Đồng Tâm đến Hà Nội, có rất nhiều chốt chặn để kiểm tra, không cho người dân đi về phía tòa án. Vì thế, những người có người thân bị bắt tại Đồng Tâm đã chủ động đi từ nhiều ngày trước đó. Còn tình hình tại phiên tòa
luật sư Ngô Anh Tuấn tường thuật là bị cáo Lê Đình Chức sức khỏe yếu, đi lại phải có hai cảnh sát tư pháp dìu. Đây là hình ảnh một bị cáo bị áp giải vào sân Tòa án Nhân dân Hà Nội vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 9. Bị cáo Bùi Thị Nối không trả lời khi chủ tọa thẩm tra lý lịch mà chắp hai tay vái, quỳ lạy, xin hội đồng xét xử cho 3 đến 5 phút trình bày những bức xúc của nông dân mất đất nhưng không được chấp nhận, và cảnh sát tư pháp đã dẫn giải bị cáo về chỗ ngồi khi bị cáo không tuân thủ theo yêu cầu trình bày của hội đồng xét xử. Theo tường thuật của ông Nguyễn Hữu Vinh, mở đầu phiên tòa, các luật sư đã đề nghị triệu tập những nhân chứng liên quan đến vụ án, trong đó có cả ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội, như bản kiến nghị đưa ra vào ngày 3 tháng 9 năm 2020 đã nêu. Đồng thời, luật sư cũng đề nghị tòa cho sao hai video clip diễn biến rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại Đồng Tâm mà đài truyền hình đã công bố. Hội đồng xét xử đã cho tạm dừng phiên tòa để hội ý hơn 1 giờ đồng hồ, từ khoảng 10 giờ 15 phút cho đến 11 giờ, và tuyên bố sẽ xem xét trường hợp những nhân chứng. Riêng ông Trung thì tòa cho là không liên quan tới vụ án. Trong thành phần lẽ ra phải tham dự vào phiên tòa có đại diện công an Hà Nội, tuy nhiên đã không có những vị này với lý do trời mưa quá, chiều mới có mặt. Sau đó tòa lại thông báo là họ đã có mặt. Các luật sư đề nghị những người thân của bị cáo phải được vào dự, mỗi bị cáo được từ 1 đến 2 người thân cũng bị tòa từ chối. Theo các luật sư, như vậy ngay từ đầu phiên tòa, hội đồng xét xử đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Trong giờ giải lao, các luật sư đã tranh thủ gặp các bị cáo, thế nhưng họ đã bị lực lượng cảnh sát vây kín, cản trở, không cho tiếp xúc. Các luật sư phản ứng thì tòa khiếu nại và nói rằng luật sư đã được tiếp xúc trước rồi. Vì vậy mà ngay trong bữa cơm trưa, các luật sư đã soạn thảo đơn khiếu nại đối với hành vi tố tụng trái pháp luật của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, ông Trương Việt Toàn, để kịp nộp vào tòa án vào buổi đầu giờ chiều làm việc. Đây là hình ảnh chụp đơn khiếu nại của các luật sư về phiên tòa diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 9 năm 2020. Theo đơn khiếu nại, vào lúc 11 giờ 10 phút khi hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa, luật sư Đặng Đình Mạnh có đề nghị hội đồng xét xử thông báo rõ việc các luật sư có quyền tiếp xúc với các bị cáo mà mình đang bảo chữa tại phiên tòa. Nhưng chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trương Việt Toàn đã công khai tuyên bố việc tiếp xúc giữa luật sư với bị cáo tại phiên tòa là không cần thiết, vì trước đó các luật sư đã có thời gian tiếp xúc với các bị cáo trong trại giam. Và việc thẩm phán chủ tọa phiên tòa ngăn cản luật sư tiếp xúc với bị cáo trong phiên tòa là một hành động vi phạm nghiêm trọng bộ luật tố tụng hình sự, gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền bảo chữa, quyền tiếp xúc của bị cáo tại phiên tòa của luật sư. Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định buổi làm việc đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ án Đồng Tâm là những tranh đấu của các luật sư về vô số các vấn đề thuộc về thủ tục tố tụng. Luật sư Mạnh cũng ghi nhận một điểm báo của phiên tòa là mưa to, sấm động, chớp lòa ngay trước những giây phút xét xử. Còn luật sư Trịnh Vĩnh Phúc thì bình luận, thay vì chỉ tranh tụng với viện kiểm sát, nhiều vụ án các luật sư phải tranh biện với các chủ tọa phiên tòa, chuyện chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Ông Phúc cũng đại diện cho nhiều luật sư bày tỏ như sau: chúng tôi cấp thiết đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư của Liên đoàn đồng thời ra văn bản lên tiếng yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc và tức thời quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, đảm bảo quyền hành nghề hợp pháp và bình đẳng của luật sư, đảm bảo các luật sư bào chữa được tiếp xúc với các thân chủ bị cáo theo đúng pháp luật. Và điều này nhằm tránh các hệ lụy pháp lý nguy hại khó lường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2020 với bản tin Vụ Đồng Tâm, Đảng nói xử công khai, dân bị cấm vào tòa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.